Mình xin mến chào các bạn. Nay mình ghi hình chiếc Beirut cài đắp hai cầu. Đang cài mình đi ngang mình thấy mình ghi hình một đoạn cho các bạn xem. Này bên khu vực bên Cà Dông nha các bạn. Cài đất ruộng. Đất hơi ướt hơi nặng chút. Không biết Beirut máy nữa để mình lại gần để mình dòm nha các bạn. Đang cài đất. Rộn chiếc Beirut này cài hơi sâu, hơi nặng nha các bạn. Nặng máy. Mình cầm tay mình đi qua nhiều khi nó hơi lắc chút. Mình ghi hình chiếc Beirut này bên xã Cà Dông nha các bạn. Đang cài đất lạc, đất ruộng. Có nước hơi nặng máy. Máy này cài sâu, cài đẹp các bạn. Đất ta này chịu chạy, cài sâu, không đã nặng. Ghi một đoạn cho các bạn xem tham khảo. Những chiếc HB lớn. Sáu miếng tạ đầu các bạn. Vàng là vàng bảy chảo còn 18-20 lóc đen. Đầu dưới nó hơi ướt. Đất này là có chỗ có nước nha các bạn. Mình ra xe chạy nặng máy. Bắt tài này cũng chịu chạy nữa, cài sâu. Chỗ đang chạy đó có nước nha các bạn. Nước nó nặng lắm. Thank you.
mình ghi hình một đoạn ngắn cho các bạn xem tham khảo những chiếc máy cày mã lực nông dân mình làm đất nha các bạn xem thôi. Giờ mình xin được kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại các bạn vào những cái video sau. Xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh và bấm nút chuông thông báo cho mình một like nha các bạn. Chúc các bạn một ngày xem video vui vẻ.